Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể quý vị, xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý về dự lễ ra mắt chi hội bảo tồn dân ca huyện Bắc Sơn ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chào thân ái, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ ra mắt của chi hội bảo tồn dân ca huyện Bắc Sơn thành công tốt đẹp. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức tổ khúc Lời Khen Dân Đảng do tập thể chi hội bảo tồn dân ca huyện Bắc Sơn biểu diễn. Về chuồng cánh đồng vàng màu lúa chín.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát quý mang tựa đề Hát mãi khúc dân ca, soạn lời Dương Hữu Cà qua phần thể hiện của các thành viên chi hội bảo tồn dân ca huyện Bắc Sơn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Love.